Bút ghi à? Rồi, mình chào có camera nè, mình đi. Chào bài, thấy Mạnh Thường Quân người ta có cái ý định là người ta tính giúp cho hai vợ chồng á. Thì hồi sớm thì nghe chia sẻ như vậy đó là sẽ làm một cái chiếc xe đúng không? Chiếc xe. Phải không tí? Rồi sớm chị Út ở Đồng Nai đó, chị nói hai vợ chồng chị chia sẻ có định làm ăn cái gì thì chị sẽ giúp từ A đến Z. Thì em cũng bàn với anh chị như thế này, thì cái việc mình đóng chiếc xe đó anh chị, xe tiền chế đó, rồi mình mua thao, nồi, chén, dĩa rồi đó, bàn chải, cước, kem đánh răng rồi đó, rồi anh chị chạy vòng vòng xã, vòng vòng huyện nè bán. Em tính gì được không anh? Mua đâu ta? Có đó mình đi bổ về, mình đâu có tiệm hết trơn à. Cái việc làm đi thì sẽ có người hỗ trợ thôi. Được á. Cái đó là người ta kêu biết cái gì không? Gọi là tập quá lưu động đó. Đó đúng rồi đó, tập quá lưu động đó, xà bông đồ đó. Cái đó nó rất dễ bán. Dễ bán. Anh chị đó. Bán mình nữa. Anh chị sáng chạy là chợ này, chiều chạy là chợ kia bán. Với lại chạy dọc đường đó. Thì anh chị chạy từ 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 người ta biết quá quên, ví dụ cái này 20 ngày đi rồi mình không anh bán giết anh quen từ từ nó quen cho anh quên nhiều món quá mình báo 15 ngày cái mớ của anh mớ đầu tiên là cái giá nào anh cũng ghi vô trong cái thao hết, ví dụ cái thao để cái giá đó, để 20 thì để 20, cái chén 30 thì để 30, như cái đũa mà không, nhưng mà từ từ nó sẽ quen à, đúng cái gì vậy, ngày dài ngày sợ mớ. Thì sao anh chị thấy cái ngày đó được không? Được đó, thấy thì nó không thì phụ chạy quán ở vậy hả? Không, hai vợ chồng đi chị chia sẻ lanh lẹ, lanh lẹ chị chia sẻ sẽ bán phụ anh. Dẫn thêm gãy lợm đi theo nữa bán. Dẫn thêm gãy lợm đi theo nữa là bán đắt luôn đó. Hai vợ con đi được rồi. Giờ cho không? Hai vợ con đi thôi. Không phải bây giờ anh với gãy lợm đi đi. Đúng rồi đó. Vậy là anh chị chịu ngày đó ha. Tôi ấy tôi bán cho. Rồi, vậy là anh chị quyết định ngày đó ha. Bỏ thì quá ốc dưới bài này đi, cực lắm anh, nhưng mà cũng không có tiền nữa phải không? Giò dùm nè. Phan, lúc trước tới giờ không có thấy giò, không thấy nha. Giò. Nè. Rồi, rồi. Đà với lộ đó rồi á. Đà với lộ, cái này kêu bằng... Đà giò má, thường thường luôn. Cái này kêu bằng cái gì nè? Xuống nước anh vậy á. Này giống hà ăn vậy không? Hà ăn nè. Ở trên bờ thì không có sao chứ, mà xuống nước anh mà nó nứt vậy á. Là cái này là em chỉ em lúc trước em cũng bị nữa nè, nhưng mà em biết em ngâm vô xi măng á, không có giò đúc vô xi măng vậy hả? Ừ. Rồi hoặc là xi măng đang trộn á, xi măng mà đang trộn mà đúc rồi. Vô cho nó ăn rồi nè, nó lỡ giò đúc không đúc rồi ông ơi, tôi làm rồi. Nó lỡ hết trơn luôn hả chị? Tại tôi làm tiếp không có giò em bị nghe không, mà biết sao mà có hạt phải không, mà em đúc vô mấy lần là giò nó chịu nổi nội phóng ra được mà ấy, tôi làm rồi. Với ta kêu bằng có người ta chỉ rằng cái gì kêu vô cút bò non nữa đó. Không có dặm rút, dặm vô. Cút tượng á. Tôi ra chợ biết tôi kiếm không làm cái. Bằng tượng. Cái đầu gói của bằng tượng. Dầu vô đâu có sẵn có. Có gà Gia Lai Đắk Lắk á, nó có voi. Đi vòng vòng á. Ông nói tôi làm rồi, tôi chịu nổi ơi. Mở ngáy ra thì nó ăn rồi quá rồi nó. Nó làm nó liền rồi. Liền đâu nó ấy luôn á. Không có giò em lúc trước cũng bị nữa mà. Cà, tôi cà cái lộ này, tôi chạy cái đạo cái cà mới ra, tôi lấy giò cà. Cũng như tôi nó chóc ba cái này bớt nó mòn á. Chứ bữa đó ông giờ mới gớm. Nó gác không anh hả? Gác, chúng nó cây rồi nó gác đau lắm. Điền. Rồi có thích sức cái gì không? Không có gì chứ. Không có gì. Tại vì anh đi ẩm ướt tối ngày. Đi tối ngày. Ngày giờ tôi dở hải giò đó. Chị nhìn xẻ nó kìa, nhìn xẻ nó kìa. Cà nè, mòn luôn. Hôm nay ăn, mòn. Nói chung thì... Về đấy không có nước ăn. Nói chung thì các bà con xem nếp của anh chị đi mò ốc, hái rau thì người ta thấy cũng sót cho chị chia sẻ. Cũng như là đồng cảnh ngộ như là người phụ nữ với nhau. Mà người ta thì ăn chung mặt sướng, còn chị chia sẻ thì tối ngày chầm mình dưới nước mò ốc khoảng 3-4 giờ đồng hồ. Thì có những quý vị khán giả đó là xem người ta không có vui vì cái mảnh đời của chị chia sẻ đó, người ta thương. Thì bây giờ có một chị Út ở Đồng Nai vô tính hỗ trợ cho anh chị một cái ngày gì đó để mua bán. Thì sớm em cũng có bàn vậy đó thì anh chị cũng thống nhất ha. Vậy đi. Vậy nó ngon chứ cái đời khỏe cho mình. Thì anh chị đi mò ốc hái rau thì cái này chỉ có được vài chục ngàn thôi.
chị chia sẻ thì đi rửa chén ngày cũng được 40 ngàn thì cũng đủ ăn ngày đó. Còn đi đám tiệc hoặc là tiền điện, tiền ra đồ đó là chắc thiếu ha. Thiếu. Bởi vì cái gia đình mình cũng còn khổ hoài vậy ha. Chị chia sẻ thấy sao chị chia sẻ? Em tính cho chị vậy đó, mua bán vậy đó, chị thấy sao? Em tính thì không bằng đi. Chị kìa. Ờ, chị không bán đâu. Sao kìa? Tại vì có người ta hỗ trợ cho chị, rằng chị đừng có đi mò ốc. Chị không có hái rau nữa. Là người ta thương chị đó. Sao không sao mà không muốn làm nghề mà đi bán dạo như vậy? Em thấy cũng im mà. Cái đó là hiện tại là bây giờ tập quá lưu động đó là nó bán đắt hơn là ở một chỗ á. Chị xin nghĩ lại nha. Mình gói xem ra mình chạy chỗ này chỗ kia. Cái tuổi của chị còn mạnh nha, chị còn đi ngâm nước được nha. Còn mà tới một cái tuổi nào đó là nó cái bệnh đó là bệnh phụ nữ đó, nhiều người ta mình lận vô là bệnh phụ nữ là khó chị nha chị. Thì chị suy nghĩ cho kỹ nha. Chào à, sao không chịu đâu, chị nói nghe coi. Không thích mua bán hả? Là chắc thích bò ốc nữa rồi. Thích bò ốc nữa hả gì? Thích bò ốc không? Cái nghiệp gì mà đi mò ốc hoài vậy? Thích bò ốc hay gì? Thích bẻ rau gì đó hả? Mà mình đi bán là mình cũng sáng đi chiều về mà, chứ đâu phải là mình đi luôn sáng đâu. Sáng thì 4-5 giờ hai chồng mình chạy lên chợ nè. Rồi chiều chiều mình chạy vòng vòng đi trong xã đi, rồi mình ghé chợ nào đó nữa, cái chiều mình chạy về. Nó công việc rất là nhàn mà nó cũng đem lại thu nhập hàng ngày, cái đời sống hàng ngày cho anh chị nữa. Không có còn cực khổ mà chồng mình với nước 4-5 tiếng đồng hồ nữa. Không có lội ra ngoài đồng mà dân nắng quá. Đi vô cho mấy cái mình coi. Trời ơi, nhiều địa điểm bán lắm. Tại cái xe tập quá lưu động nhiều cái vùng xa đó. Không có đi ra chợ được đó, nó gặp mình là tao mua rồi. Anh chị chạy dài vô dôi nè, chạy dài vô. Mình để số tiền cho mấy rồi mình biết. Rồi bây giờ hỏi chị chia sẻ đi. Tức là mình không thích hay là có cái lý do gì mà mình không chịu, không đồng ý? Tại vì cũng có Mạnh Thường Quân đã lên tiếng như vậy rồi. Mình nếu mà mình đồng ý thì người ta sẽ giúp cho mình. Được, sao vậy cho ý kiến rồi hả? Như được rồi bắt không, nếu mà anh chị chấp nhận đi, có Mạnh Thường Quân tài trợ đi, rồi tụi em sẽ sắp xếp mua đồ đóng xe. Cái chuyện đó thì nó dễ rồi, chuyện đó nó dễ lắm. Nhưng mà giờ quan trọng nè, chị chia sẻ mới chia sẻ là mình không thích, là cái đó là mình không thích làm cái nghề đó, hay là nó có lý do gì không, nó có gì khuất mắc không chị? Chia sẻ coi. Không, không thích thì kệ ông đi. Sao làm sao? Thì ông kêu sao làm gì biết sao giờ. Sao mà mặt hơi buồn đó. Sao mà ép buộc rồi chắc. Phải ngâm nước. Phải ngâm nước hả vậy? Phải đi mò ốc hả vậy? Có góc phức gì không? Chị chia sẻ đi rồi để anh mấy anh em gửi cho. Không có gì đâu. Đã có bà con người ta lên tiếng như vậy rồi, Mạnh Thường Quân người ta lên tiếng như vậy rồi mà tại sao mà mình không dương lên mà lại đi tính đi bắt ốc nữa vậy trời. Hồi nãy đó chị Mạnh Quân đó có ở Đồng Nai đó, chị vừa nói vụ mà chị sẽ đi bắt ốc mà chị ngồi chị khóc luôn đó. Chị ngồi chị khóc luôn mà, chị nói cũng là một đồng cảm, một người phụ nữ như giống như nhau. Mạnh Thường Quân đang khóc nữa. Thì cái chị mà chầm mình dưới nước này hoài là cái bệnh phụ nữ đó là khó chị nha. Tại vì em cũng nghe nhiều cô chia sẻ đó, nhiều cô nhắn tin cho em là nói là bệnh phụ khoa của người phụ nữ mà ngâm nước 3 tiếng hồ là một thời gian dài là rất là khó chịu nha. Đâu phải ngày buổi đâu. Lâu ngày, lâu ngày nó sẽ bị. Nó sẽ thành bệnh đó. Mình tự suy nghĩ kỹ đi. Rồi bây giờ có cơ hội Mạnh Thường Quân ta giúp vậy đó. Thì Mạnh Thường Quân thì hỗ trợ về cái mặt kinh tế ha. Còn mấy anh em thì hỗ trợ về cái mặt mà hậu phương. Cũng như là đóng xe cho anh chị. Cái chuyện đó thì nó dễ, không có gì mua đồ nó dễ cho lắm. Anh chị bán. Quan trọng là mà gia đình mình đồng ý, Mạnh Thường Quân ta hỗ trợ rồi là ở đây người ta làm dễ lắm. Đó, làm dính vô chiếc xe luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi ráp dính vô chiếc xe cho anh về, về làm móc, làm đồ đó, làm cho nó cho anh móc này nọ rồi em bán á. Thôi chị chim sẻ không muốn đi chung với ông Hải hả? Bây giờ chị muốn bán gì? Hay là không biết tính? Không biết tính hả? Để nó lý do không biết tính cái gì, mắc cỡ cái gì đây nè. Chị tính sao, hay là muốn cho gãy lộm tiếp vợ vợ nó? Gãy lộm đi bán nó được à, ngon à. Hình như là có đang hơi buồn cái gì đây nè. Có lý do gì nè, không mấy kìa, kể luôn nghe coi. Có gì đâu. Hả?
ông đóng rồi ông đóng rồi ông đi là sao trời. Cái này là mạnh thường quân giúp hai vợ chồng chị vươn lên thoát nghèo thoát khổ, đừng có đi mò ốc hết ra đó. Suy nghĩ cho kỹ đi, bây giờ anh chị tối nay ngồi chia sẻ với nhau xem coi làm gì không. Các chị chia sẻ là vẫn còn đam mê cái ngày lễ với nước, thích chơi với cua giáo không à. Kể nghe coi chị, kể nghe coi tại sao nè, vấn đề là tại sao mà không chịu. Nói thẳng đi. Nói đi. Có gì đâu vậy? Có gì đâu, không có gì đâu rồi. Tôi thấy buồn buồn đó. Nói tới định đi làm rửa chén gì. Đi buôn bán gì đó. Muốn rửa chén nữa gì. Muốn rửa chén. Không muốn sao bà chủ của bánh hay gì nè. Gì cũng nghe, không sao bà chủ. Không muốn sao bà chủ. Mà rủ bệnh rồi. Thôi rửa chén được. Đi chịu mới về rồi. Rửa này chỗ kia. Rủ bệnh rửa chén. Mình chung là mình làm cái ngày mua bán là mình không có đi rửa chén nữa. Vậy. Mình làm chủ. Mình làm chủ mà anh. Đó là mình làm chủ rồi. Thí dụ bữa nào mình quải là mình nghỉ được. Không sao. Có nhiều lúc mình nói giỡn này kia. Chị bán rau quá đi bán lưu động nè. Cho có thể mà chị mướn bà chủ của bà chủ chị thì làm mướn chị luôn. Hàng đó là hàng năm đó, để cả năm cũng không sao đó. Đó là mấy rồi đó. Mấy cái đồ đó đâu bán hoài đâu. Bán hoài là nó không hư đó. Con đã tính bán ngày gì? Nó nói chuyện bán mì. Chị sẽ nói thằng Lộc là chị sẽ chị có buồn vui gì anh Hải không mà chị nói vậy? Không có à? Hay là bây giờ hỏi thiệt nè, nếu mà chia sẻ như vậy cũng như là mấy em cũng có ý kiến làm gia đình mình đó, là làm cái nghề đó vậy đó, cũng có ý kiến cho gia đình thôi, còn hay là chị muốn thích cái nghề khác thì nó cứ chia sẻ thẳng. Thích nghề gì? Mạnh Thường Quân người ta có lên tiếng mà, tôi nói là mình suy nghĩ mình coi mình có công việc nào ổn định đó thì mình lên tiếng để mà Mạnh Thường Quân cô Út người ta hỗ trợ để giúp cho. Vậy chị thích là mình gì? Thích làm cái gì? Thích nghề gì bây giờ? Trời ơi, trời chết rồi. Anh chị hoài đó rồi làm sao không? Thì bàn cho cái việc bán đó là ok đó, mà không chịu mà không biết làm ngày gì hoài. Chị Dương sẽ thiệt tình quá rồi. Đó thiệt tình à. Chúng ta thấy chị dầm mưa, phơi nắng rồi đó, mình đó. Cho nên người ta thương, người ta muốn hỗ trợ cho mình, nếu mà mình có tương lai, mình sẽ khỏi đổi đời sau này chứ. 2 giờ, lẽ một giờ, hoài, giờ tôi đi rồi á. Khỏi đi đặt vấn nữa nãy. 10 giờ, 1 giờ 10, khi 12 giờ tôi đi. Một phần nữa là mình bớt luôn, bớt luôn cái nghiệp sát nè. Cái đó là nghiệp sát sinh nhiều ra. Ờ, lỗ là bằng có 3 giờ gửi mới còn khi 4 giờ không chừng. Cô Út bà thấy mình đi mò ốc, đặt vấn, cái cá đồ đó là ngày sát quá nhiều. Người ta đói cũng vậy. Muốn là mình chuyển nghiệp quá chị, tại vì mình làm nghề sát nhiều rồi, mình làm cái nghề bà cậu là khô dầm, khô chèo là khô tiền đó, mình nữa là có sát tiền khô là khô hết tiền đó. Thôi bây giờ thì bữa nay thì hỏi anh chị đi ha, rồi anh chị tối nay ngủ á, rồi ngồi lại với nhau rồi. Bàn đi, nằm với ngồi gì nằm. Còn mấy ông nhau hữu hỷ cái rồi tối hôm nay nằm chồng lên nhau rồi bàn ha. Nằm cái nhau hữu hỷ cái rồi hữu hỷ ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Anh ngồi xuống nè, bây giờ mấy em sẽ góp ý là gì, tối nay là vợ chồng anh chị phải nằm chồng lên nhau. Rồi mình hữu hỷ rồi mình tài luôn công chuyện luôn. Anh chị nằm chồng hay á, nằm chồng bên lên nhau mới có một ý kiến. Hữu hỷ hữu hỷ hai bên nhau là hai ý kiến á, nằm chung vô là mà có xe đẩy quá thấy rồi. Đúng rồi đó. Vậy là tối nay mưa dọn bụng chị bụng nằm yên không có đâu. Thì đó chị Út có nãy bên quán thì tôi dùng thiệt đó, chị Út có nói đó, vợ chồng anh chị á thì thích nghề gì thì nói thì chị hỗ trợ. Chị sẽ nói tới ngày mua bán thì chị sẽ buồn cái mặt bỏ cái ngày mua chán với bỏ cái ngày mò ốc cho ai đây. Nghề đó biết bao nhiêu lâu rồi, kinh nghiệm. Cái ngày đó theo chị bao lâu rồi chị sẽ? Ngày mò ốc á. Lâu rồi. Mấy chục năm. Đón rồi, nói rồi, nói thẳng rồi. Lúc bà sanh hai đứa nhỏ không? Hả? Lúc bà sanh hai đứa nhỏ không? Hay là trước đó nữa? Đứa nhỏ là bằng rồi. Dạ là bé Tiên đó hả? Thằng lớn là tôi chăn vịt, thằng lớn tôi chăn vịt. Ồ, cái nghề em á. Thì anh thì đi chăn vịt. À, làng lớn á. Làng lớn, sanh lớn rồi, anh đi chăn vịt. Chăn vịt. Sanh bé Tiên chị... Tôi nghĩ chăn vịt thì tôi về làm bên này nè.
rồi xanh bé tiên ra xong rồi chị chim sẻ đi mò xanh bé tiên là bắt đầu đi mò đó rồi kén làm rồi hái ba ngày nè đi mò ốc có vợ luôn. Ồ vậy là cho mấy ngày đó chắc cứng à. Kinh nghiệm chàng trai luôn hả, mấy ngày đó chắc cứng rồi nghe em á bỏ hành ra kêu bỏ là bỏ không được nè chắc nhiều quá yêu nghề. Bây giờ theo như gì nè nãy bây giờ anh là làm cái nghề tân dịch bao lâu rồi đầu rồi mấy năm ủa chục năm mới chứ mấy năm được, vậy mà... là cái nghề đó cũng cứng à. Bây giờ cũng như là mạnh thường quân người ta hỗ trợ cho anh một bài dịch anh nuôi anh chịu không? Không không hả à. Vậy là cái nghề đó nghỉ hả? Nghỉ rồi. Chị sẽ xe đẩy bán đó được. Rồi chị sẽ bây giờ mạnh thường quân hỗ trợ cho chị chiếc xuồng máy, hỗ trợ cho chị cái ống hơi luôn, chị đi mò ốc chịu không? Chịu không đó. Bây giờ chị không chịu ngày mua bán là cho chị hỗ trợ cho chị cái máy, cái xuồng. Đó một cái bình hơi đặng chị lặn mò ốc mau dài chứ không vậy. Lặn cái là về luôn đó. Lặn một cái là chừng hàng tiếng đồng hồ là bắt đầu lên rồi là dài đó. Còn này chị ngâm giữa mình 3-4 tiếng đồng hồ mà về có được có mấy ký ốc à. Tội cho chị quá. Tính vậy được không? Nếu mà chị không bỏ ngày mò ốc được. Hảo, hiểu không? Hảo ốc rồi ta đưa cái đó rồi gì nữa. Đúng rồi, đúng làm đấy. Tôi qua cái ngày buôn quán rồi. Cũng ngộ hai. Chỉ có những công việc làm mà hai vợ chồng cũng có hai khía cạnh cái này à. Lâu lắm mà không được nằm chồng cho nhau. Hôm nay mình nằm cho nhau mình mới thổ lộ được. Tối hôm nay nói lại từ xưa đi anh Hải ơi. Lâu quá lâu rồi hả? Bao lâu rồi anh chị? Bao lâu rồi chưa nói lại từ xưa? Rồi một lát lấy số điện thoại ba anh em. Có gì alo, nói tôi nằm rồi đó, tôi nằm rồi. Tối nay đặt cái camera đây mới nằm. Ừ, giống cụ lộm nằm camera là bằng sáp vô là anh chị sáp vô nha. Phải sáp vô. Máy cụ lộm nhiều. Anh Hải có gì không bác? Chị chia sẻ bá chỗ này chỗ kia. Bá hơi buồn nè. Anh Hải có gì không anh Hải? Không chịu đó có gì. Mà ai ví dụ hay anh Hải có hiểu ý gì chia sẻ tại sao nó buồn không? Bây giờ cái bỏ vụ chén không, rửa chén được. Bỏ rửa chén không được à? Cái nghề rửa chén cũng cứng rồi. Ngày đó là cái ngày là ngày chánh luôn rồi. Chị bỏ ngày chim sẻ rồi chị bán cơm ở bánh chị chủ ở bánh chị buồn nữa. Ừ. Đi gai đâu, đâu rửa chén. Đi gai đâu rửa chén. Lấy về thấy đó ra là cụ tới chiều mới dắt này chưa về luôn chừng. Vậy chỗ này chỗ bán đó. Anh chị bán được, anh chị bán không muốn về. Bởi vậy. Từ chịch ngăn là bán không kịp luôn đó, đi vô mà cái dùng mà không có kẹt chợ mà đi sợ xa gì đậu. Em có những người bạn bán vậy đó là 5-7 năm nay là người ta giàu đó nha. Anh chị suy nghĩ kỹ nha. Thì anh chị cái việc đồng ý hoặc là chịu làm cái ngày đó thì Mạnh Thường Quân sẽ tiếp về cái mặt kinh tế ha. Còn tụi em thì mấy anh YouTube tụi em thì biết cái gì giúp đó, đóng xe cho anh chị rồi mua hàng cho anh chị luôn. Được không? Được. Tại vì những cái mặt hàng đó là em cũng biết một mớ. Chứ không biết rồi bỏ luôn luôn. Không, cái vụ mà ví dụ như là lúc đầu mấy em chỉ cái chỗ đó thì anh không vô cái chuyện chỗ sĩ. Đúng rồi, thì anh nào đó rồi anh biết rồi, mốt là anh tự anh đi lợi đúng chứ rồi, không em không đi hoài được. Thì chứ không thì giống á, chưa biết đi kiếm mua đồ đó, chắc nó chiều chưa có. Chỉ cái chỗ bán sĩ cho anh chị, rồi đúng anh chị rồi. Lại đó rồi thương lượng bán người ta ha. Đúng rồi. Thì giúp anh chị tới đó thôi, đúng chứ rồi. Không có cầm tay chỉ việc anh chị hoài được. Đúng rồi, thì mình chỉ mới đầu á, từ đó sao mình biết rồi. Vậy là anh Hải là đồng ý, còn chị chim sẻ thì đang phân vân đúng không? Bỏ bà chủ không được. Ha. Chưa quyết định ha. Bây giờ tối nay anh chị nằm chồng lên nhau rồi bàn đi. Hậu hỷ cái đi. Hậu hỷ cái đi rồi cho Mạnh Thường Quân ngay rồi cho mấy ngày mai. Hậu hỷ đi, thỏ thẻ với nhau đi rồi ngày mai là quyết định. Chị không có hổng nghe chị sẽ nói ổng muốn có thằng cô tí nữa gì kìa phải không chị? Hả? Có thằng đó luôn. Có thằng đó luôn hả? Không, bây giờ có bà con người ta giúp kinh tế rồi nè, thì kiếm một cô tí đi cho nó vui. Đau lưng nữa hả? Được không? Mình nói nhất sinh sống vậy đó. Anh Hải còn được không anh Hải? Hết rồi. Thuốc vô. Thuốc vô đi. Thuốc có, không có. Mà anh Hải năm nay nhiêu tuổi rồi, giờ mình chưa biết tuổi nè. 50 rồi. 50. Sẽ nhiêu, sẽ 51 hả? Nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1 ha.
tuổi này sáp vô phải giàu mới giàu sao mà kỳ ta. Dạ không, sáp vô là sáp vô là lắm phải không? Mà không tập theo con rể gì chứ con rể nó kêu là sáp vô là phải sáp vô. Sáp vô. Ờ, có con gãi về là chắc nó kêu ông và vợ bà vợ sáp vô hoài quá. Mỗi ngày kêu sáp vô, mẹ con lên sáp rồi sao mẹ sáp vô. Rồi thôi bây giờ hôm nay thì hỏi ý kiến anh chị rồi. Vậy ha. Coi mình chọn cái ngày nào để Mạnh Thường Quân người ta giúp đỡ anh chị cái ngày đó. Ngày bữa cho hay. Rồi thì tụi em hỗ trợ được gì thì cho em hỗ trợ ha. Rồi vậy thôi cảm ơn anh chị nha. Rồi thôi chào anh chị. Chào anh chị nha. Rồi.